Cũng ra là cái gì? Cho nên quay về bản chất của nó. Thì ở tuần sau nữa tôi sẽ múc cái chuyên đề chinh phục sự hỗn loạn, chọn đối tác, tổng hợp lại cuối cùng có một câu là phù hợp. Không đúng. Người ta chỉ cần phù hợp ở 4 tiêu chí thôi. Còn lại từ nguyên tắc, từ tiêu chí 2 đến tiêu chí 10 là những nhân tố không cần phù hợp. Đấy. Mà nhân tố đó gọi là nhân tố chọn, đầy tính linh hoạt. Nhưng đã triết lý, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị thì buộc phải phù hợp. Mày hiểu không? Vậy thì đi chọn bạn thì cũng linh hoạt được. Nhưng nó là nhân bạn, nó là nhân, là con người đã. Thì đó là tiêu chí bắt buộc. Vậy thì tha hồ linh hoạt. Nhưng trong đó ta có ghi một câu, có một nguyên tắc tột cùng trên mọi nguyên tắc, đó là người đó phải trung thực, chứ lại không phải phù hợp. Phù hợp là tiêu chí chọn, mà phù hợp chỉ nằm ở nhóm 1 thôi. Còn từ nhóm 2 đến nhóm 10 tha hồ linh hoạt. Ví dụ là nhóm tính cách, để ta nhìn nó khỏi ngứa mắt. Có thằng ngược tính cách của ta là thằng điên chẳng hạn, mà ta nhìn ta vẫn thích, cho nên ta thích thì ta mới góp ý cho nó. Lúc này nó liên quan đến thích chứ không liên quan đến phù hợp. Đấy. Đi ăn cắp kiến thức là môn sau, học cái môn tự trang bị là phải tính quái chứ. Cho nên giảng nó có nghề giảng. Hàng triệu giảng viên không tìm thằng như tao đâu, vì nó không có nghề mà nó tự cảm thấy nó có nghề. Nhưng đi học nó có nghề học. Đấy. Vậy thì mày học mà chưa có nghề thì tao chỉ cho mày để có nghề ăn cắp kiến thức, nghề học. Thì nếu mày có ngay thì mày phải chấp nhận cuộc sống là mày giờ mày đang 60 tuổi. Ừ, tức là đời mày còn mấy năm là chết. Mày trẻ thế kia, mày đòi mẹ nhận thức như tao thì... Nhưng mà mày nói là bác Hồ 20 tuổi là đó là thì em cũng phải phấn đấu chứ. Đúng, tại vì bác khởi binh từ lúc bác 11 tuổi. Chúng mày 4 năm đại học là có số không? Yêu đương phèo gọt, tự nghiên cứu không học, thì chúng mày bây giờ phải học trả thù. Tao vào đời từ lúc 15 tuổi, cái lần đầu tiên tao mua được bằng tiền của tao cho bà già tao là một cái bếp dầu, là cái bếp dầu vuông vuông ngày xưa là xịn lắm rồi, ngày xưa tròn tròn, thì phải tu từ từ nó mới chín quả được chứ. Thì bác Hồ nói rồi, sẽ có ngày cam la. Cứ lừ lừ xong đợi là khi nào tuổi em bằng thầy em cũng được như thầy. Hồ Chí Minh đã tổng kết lắm rồi, mày muốn thì mày muốn cam lai là mày phải tu. Còn trong chùa đi lên được đại sư huynh mày phải tu chính quả, sang tận Ấn Độ lấy kinh ấy, thì mới được chính quả gì. Dần dần em phải chứng minh như thế sao rồi? Ờ thì mày phải chứng minh ấy, làm gì có chuyện đối tác là một chiều. Vậy thì thằng nào lấy, con nào lấy tao thì nó phải tỏ ra nó xứng đáng nhé. Khi mà ý thức của tao là tao cố gắng tao xứng đáng với nó. Chuyện một chiều ở đấy, nguyên tắc có hết rồi, nguyên tắc là bình đẳng, tôn trọng với nhau, nó cụ thể thế, chỉ biết mình. Con đàn bà đẹp được tối đa 10 năm, sau này người ta cảm phúc người ta sống, lúc này lại cứ tưởng là người ta sống vì đẹp, sau 40 tuổi đấy đâu đẹp, về tính là cái nước cờ là lúc mình không đẹp thì sao, lúc không đẹp thằng chồng phải yêu tôi, người ta phải phục thù cái điều đó, tâm nhìn nó cho nó. Mở mồm ra là chiết khấu, cả đời nó biết chiết khấu, cái discount là cái gì đâu. Xong đó nó ăn theo. Cả đời nó mở mồm ra là 4.0, mà nó biết 4.0 là cái gì. Còn thời thượng bây giờ là mở mồm ra là VUCA. Nó là sự bất an. Các bạn ạ. Nó là sự không phải rủi ro nữa, mà là chắc, bất chắc. Nhưng cậu ngu một cái điều là cái nền kinh tế nó chuyển từ bình lặng sang đến tột đỉnh ngày nay, nó vượt qua giai đoạn cạnh tranh thì nó sang giai đoạn hỗn loạn. Biểu hiện của hỗn loạn là VUCA chứ không có nền kinh tế VUCA. VUCA là biểu hiện của nó với 4 thành tố từ bất chắc trở đi, không dự báo được cái gì nữa, vứt luận án tiến sĩ đi. Thế là bây giờ cậu chua cái từ mà. Chỗ nào VUCA, VUCA là cái gì? Cho nên quay về bản chất của nó. Thì ở tuần sau nữa tôi sẽ múc cái chuyên đề chinh phục sự hỗn loạn, tức là chinh phục VUCA. Nhưng cứ tạo ra mờ ảo đấy để nó lừa thế nào.
mà tên tên chủ đề của tôi nó cực kỳ mộc mạc. Đến khi thuyết minh xong bạn mới thấy cái hay của nó. Đằng này nó cứ giật hay nhưng nó chả hiểu nội hàm, thế là thôi đóng tiền ra. Mà cái lũ ấy nó làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, bởi vì nó đồng hóa thằng thầy nó vậy, nó điên đấy. Cho nên ở đây chinh phục sự hỗn loạn, tức là chinh phục kẻ khác phải khuất phục mình, thì đấy là chinh phục trong cạnh tranh. Xưa lắm rồi, bây giờ bạn không phải cạnh tranh với thằng bên cạnh, mà bạn phải cạnh tranh với môi trường. Không tài nào nói các bạn được, mà toàn những thanh niên mới lớn học đầy đủ tiến sĩ mở mồm ra vẫn cứ cạnh tranh với đối thủ vơ vã vớ vẩn. Mà bây giờ phải cạnh tranh với môi trường, mà người ta phải đi tìm một trái đất mới để người ta sống, không cạnh tranh nữa. Tất cả tụ nhau lại để cùng chiến đấu với môi trường, người ta gọi đó là chinh phục sự hỗn loạn đầy nội hàm của nó. Cho nên là cái rắc rối bây giờ nó nằm ở ngoài cửa nhà các bạn, chứ lại không phải trong nội bộ. Còn trong thời kỳ cạnh tranh, tất cả là sức chiến đấu nó nằm trong nội bộ để múc cái thằng bên cạnh, vì môi trường nó cố định rồi. Còn bây giờ tự nhiên môi trường nó biến động, hậu quả của 4.0, mà gia đình mình ổn định rất mạnh, mà thị trường nó uốn éo, cuộc chiến bắt đầu, thì tất cả các doanh nghiệp phải hè nhau vào để búc, thì nó tạo nên hệ sinh thái. Thì người ta gọi đó là chinh phục sự hỗn loạn. Chủ đề mà tôi đánh cùng với chủ đề sau. Các bạn ạ, bắt đầu ba cái bảng số liệu từ đời mà chỉ có mạng. Ok. Cho nên cạnh tranh ngày nay không phải là thị trường như chiến trường, mà cạnh tranh bây giờ là chinh phục môi trường, chinh phục sự hỗn loạn. Nó bị bịa ra cấu tạo hỗn loạn đâu, bốn cái mặt trận. Tao cấm mày thêm cái từ đó. Tại sao tao cấm? Bởi vì nó đem nó chơi cái chiều lừa người ta bằng những cái từ mênh mông ấy. Bản chất nội hàm như tôi nói, nó không hiểu cái gì. Phải học như cái chị cứ từng mới hiểu. Lý do thứ hai mà tôi không cho nó chua cái từ ấy vào, vì nếu mà chua vào thì tôi phải làm việc với tư cách bốn cái từ đó, mà tôi để dành toàn bộ trọn vẹn bốn cái từ đó cho cái lớp các chị, cho các chị tiến phòng thì mới hiểu thế nào là vu ca, thế nào là sự hỗn loạn. Cứ mấy tổng bỏ dần dần, sau dần dần lính bỏ là không khôn, càng về sau bố mới càng ói rồi. Mà không thích nghi được các bạn chết. Tuổi tôi còn đòi thích nghi nữa là tuổi các bạn, cuộc sống còn dài lắm, mày không hiểu mà không thích nghi nữa. Thì từ đó Tập Cận Bình mới đưa ra thuật ngữ new normal, bình thường mới. Bình thường mới bởi vì xã hội bây giờ nó hỗn loạn, vô cả hỗn loạn, mà mày không thích nghi được, mày không coi mọi chuyện là bình thường được thì đời mày mà, mày coi là bất bình thường thì đời mày mà. Đấy, thì nó cái câu của Tập Cận Bình lừng danh thế giới, và thế là Trung Quốc xong. Thì mỗi người phải hiểu thế nó mới ra được thằng tiến sĩ. Tiến sĩ suốt ngày tiếp khách rồi mời công, quần mới áo mới cả chọn từ nói cho rõ hay, cuối cùng hiệu quả bằng không. Anh Hải anh mới bỏ tiền ra, trong quá trình làm mày vừa đúng mày vừa sai, có kết quả tao trả tiền, không kết quả tao trả tiền, kết quả nhiều trả tiền nhiều và ngược lại. Đằng này suốt ngày dầu mỏ lên, em đúng cái này anh bảo em sai cái này em công nhận, nhưng cái này anh đúng. Bởi vì muốn có kết quả nó buộc phải có cả hai, vừa đúng vừa sai mới ra kết quả. Mà tôi đã giảng đến mức ấy mà các bạn vẫn cứ thờ thì tôi chịu các bạn. Ok, đừng có nói nhiều với tao, tao không cần quan tâm đến đúng sai, tao quan tâm đến kết quả. Kết quả tất cả về bọn triết lý của công ty hôm qua tôi cho ghi các bạn rồi. Tôi trân trọng nhân sự, đấy là triết lý của tôi. Linh hồn của cuộc chơi là trân trọng của con người, quan đến tiến sĩ cả. Tôi trân trọng kết quả. Người ta nói đến mức ấy mà các bạn vẫn đọc, các bạn vô tâm thì tôi chịu. Cái gì ạ? Thế đi. Nó đem nó duy trì cái đó suốt cuộc đời. Đời nó thắng chìm miên. Bởi vì bằng kinh nghiệm và trải nghiệm, nó thấy nếu có cái đó là có thật. Mồm cứ dầu mỏ đấy.
đúng với sai, nói tục hay không nói tục, không mấy thằng Mỹ đứng vậy đâu. Đấy các anh chị ạ, cho nên tôi làm tôi luộc các anh chị cả tiếng ủng hộ. Nếu nói ngoài bài giảng cũng được, mà nói trong bài giảng cũng được, chả có gì mà tôi đi tôi trốn chạy ra giảng ở đây cả, được chưa? Em có lẽ là em vẫn chỉ nói lời cảm ơn thầy vì tất cả lời thầy vừa nói. Em thích hôm qua em rất thích cái triết lý là tại sao không? Chứ sao? Bây giờ tại sao không? Tại sao lại không vừa lấy vợ vừa lấy chồng vừa lấy tiến sĩ? Tại sao không vừa lấy chồng vừa nuôi con vừa xây nhà? Làm cái nọ xong mới làm cái kia để 100 tuổi rồi mới lấy vợ. Và cũng vẩn, tao muốn nói những cái thóc sâu ấy, nó ngu xuẩn. Thế mày hiểu ý tao nói không? Vâng ạ. Tại sao lại bằng đồng ý với cái lợi nhuận ấy? Vẫn nguồn lực không thay đổi, nhiệm vụ của mình tự đặt cho mình, lợi nhuận tao có được, mày làm thế nào? Đằng này chưa đâu lâu lên nổ, năm nay em lãi gần này, rồi thế nọ thế kia, báo cáo thành tích, xong đề nghị anh Hải cho bọn em đi picnic. Và đúng là chia sẻ với thầy thì nhân viên của em thì cũng rất nhiều trường hợp biện minh, và đúng là cuối cùng thì chỉ quan trọng là kết quả thôi, chứ không thể nói cứ biện minh cái này cái khác quá mà nhiều. Khi nó sai ấy thì đấy chính là thành tố của kết quả. Cho nên anh đừng có thanh minh với tôi là sai hay đúng, tôi không quan tâm. Nếu tổng sai lớn hơn tổng đúng thì chắc chắn kết quả về mò rồi, thì đừng lĩnh vực nó có thế thôi, đừng nói nhiều nữa, sau lần sau làm cho có kết quả đi. Đằng này cứ dài dòng diễn ra rồi em không hoàn thành là tại anh, tại vì cơ cấu lúc mày không làm được báo tao, tao chỉnh. Vậy thì anh về anh tâm đắc cái gì thì anh xây triết lý của anh cho, sau đó cái triết lý đó mỗi một cái nó có một tính năng tầm nhìn, nó làm cho người ta có động lực, bởi vì cái động lực ấy nó chung với cái tầm nhìn người ta. Đấy, cái triết lý thì nó là nền tảng của cái nhà trong mọi hành vi của tôi. Vậy đấy, mỗi cái nó có một tính năng, mà tất cả cái nhà không có móng, vậy đấy, mà không có động lực để xây. Covid như thế không lĩnh được, bởi vì cái tầm nhìn đó là mục tiêu ta đạt cái gì, mà muốn đạt mục tiêu sẽ có lúc lỗi lúc lọt vì nó nhận thức. Cho nên mỗi cái nó có một tính năng của nó, mà không có cái đó thì tất cả công ty là vớ vẩn hết, vì tôi biết chúng nó đâu hiểu gì cả. Trường Doanh Nhân PR.